Bà sư đây nhà đọc nia chân không ngày nắng cứ trong lần bà hai nhà đọc nia để tôi chỉ muốn đăng ca thôi insert delete update được không là well ok trong lần thôi chỉ lẽ cái nào bài này thì giờ ngày add product là giờ ngày edit ai delete ai để được không bán còn mình thấy trong lần thôi chỉ part mỗi mỗi đồng bây giờ ở cái dân sử dụng tìm mỗi chúng buộc chúng chúng phải chú ý nâng navigate premium version đọc phép chứng nè nó đi có ai bật sinh gì nè thì trong follow nhóm cứ nè nghe ai cho tờ download ban nè miền vì miền sử nghiệp tiền window vì miền sử nghiệp tiền mạng ok chứng cho mà cho tờ để sao tại internet bị slow chứ nè này ai sơi bán mà xin chị nè thì chó hay mua bên chị mà xin chị nè tỏ đi chơi đã tập bài đá nè thì lọc prai cho mình PHP mà admin đi cái nè này ai bằng ca để tập bài bằng ca để được không đi bán nè. Mình chỉ bán ha để nè đi trong ca ta mới có bán và đây chỉ buộc chung chung cho chất nào get premium để sao tại việc đó phim nghi sử dụng lọc chung là trong ca mà đi để tập bài hay xem xin thêm bộ lại xem xin ai chụp server bọc xong cứ xong file chỉ mới nâng mềm này thì nơi lơ window của ai thở chỉ mới nâng mềm bàn đấy ok chứ còn mọi khách phải dùng dương nâng từ dương nâng từ ấy dương nâng từ cái project Laravel mới ok chứ nhóm đã nâng lơ desktop cho đại version bọc xong cứ xong file nơi version của muối, phát sinh của muối. Chứng đồng bây dương prai chỉ mỗi nâng phát sinh của muối bán chỉ tu tới phát sinh gì nè đặc điểm mình specific vị thế, mình để thả bản nè đặc điểm mình cầm not vị thế. Vì được chấp vô là phát sinh robot là well đại chỉ phát sinh của ball. Chứng chun phải khá phát sinh gì nè đặc điểm mình ban quay qua lượng nữa vì ai không phát sinh gì anh chứng vì ai đọc chứng. Chứ nó bây specify version nâng bán cứ dừng ai cho màu can cho mình document dừng ai cho từ documentation ai dừng cho màu version bằng muối đại chỉ version release để trong lý dừng ai scroll từ bán đi cứ trong copy này môi máu ok composer create project does prefer does this Laravel Laravel block version 6 ຈຶ່ງ ຈំពោះ ຂ້ອຍ ເພີ ຢູ່ມື້ນັ້ນ VS Code ໂອເຄ ຈຶ່ງ VS Code ຄື ຂ້ອຍ ບາກ ຈେຍ ມາ ອໂອເຄ ຈຶ່ງ ຂ້ອຍ ນັ້ນ ໂຕ ປະກາດ ໃນ ຂ້ອຍ ນັ້ນ ບາກ terminal ຂອງ ຂ້ອຍ nè đó ní cái ai bảo cho mời CMD bảo nè đó ní đấy terminal cho vay navigate tới căn desktop box xong ok chứ như mai copy command nâng máu trong đồ chmu block nâng tới chỉ chmu Laravel save graph ok hãy xem cho ít thơm mùi máu chứ như ai chăm bây giờ mà sử tú đồng bây giờ bây giờ create nữ project nâng bây giờ bà cả lưu đi chắp bây giờ slide tên lưu internet bao dương tế lại nâng chứ nhóm xong stop video dẫn để xa ta kêu mình ban bình ấy tục môn tế nha.
chẳng vì cái bóng đá trong stop video bán để xóa tại chúng pra cho mình software mấy nhưng mà các bạn pra vì đá này lừa mạc okay. Dương chạm bia mà tụt tới ok chắc là vì thuộc cả install vendor để chỉ dependency robot Laravel là dùng cho mà tụ thử generate key okay. Chúng mà đo cho nên ní khi mà bài cho mình VS Code bọc xong hay khi mà còn tiên project để cả bạn mình nhắn cho một con đi vào ok chứng là lấy dương đo p để dương thử set up project bao dương chứng ca set up project bao dương cứ dương thử cho tới nông environment để nên nông lao vẽ bị đặt thành dot env để chỉ bị cắt bỏ bia ok chứng lại những dương thử config dạng mạnh chỉ tu tới default robot default path robot mà chủ yếu cứ sam sập bay xuống phần mồi nè có nghĩa là lơ window hay thì mình main port xây để cầm rõ nè để para port xây nè chỉ tu tới cái tay để xam sắp bay xuống phần bộ tại chúng bộ port bọc xóm cứ xóm para port bay phần bay bay phần bộ cứ copy nè đó cái này phần tay nè đó cái này mình chăm bạch khóa khoai cho làm đi bởi xin chỉ nè đó cái mình navigate được xóm nè cái còn tại open new connection hay nè cái này test xóm chụp test bài này cái nhé cannot connect to my actual server hay đấy đưa ra tại mình mới chỉ port 37 số tại một chương đã port 87 nhưng chưa connection vì thực ra password bọc chương cứ mình password cái password bọc chương bị đôi gì username chứ cái nhé successfully chương mình này tao thì mình navigate được chương mà này nó nghi là nghi sử dụng prà nghi sử dụng tài hệ xem chứ một chúng cứ miễn password tại nè đăng ký phải chỉ mình miễn password để chỉ tụ tới để thì admin password để hai chấm buồn ấy cứ database name chẳng dương đừng bật cả database mới được nông navigate được một trong cho tới nông php mà admin một chấm call host php mà admin chẳng dùng card project mới bật cả database mới chúng ta student nhưng mà cả chúng ta student chẳng chọc để tập bài chúng student chẳng chọc qua đây chỉ cao thì ho đồng bài ở nhà thì bàn khơi cho mình cancel delete update để không lọt vào chúng ta phần năng máu bên tôi mà tiết cứ ở đây để dân nâng thể hiện nơi bên tôi tiết cứ chậm dân cho tập không phạt xế ok à lấy dân thừa phần năng sân chóc chậm được trong video tốt trong năng và hai nhà tập đi tại tôn chủ môi nâng tại tôn chủ môi nâng ca migration dựng pra migration nằm bay bạc cả table được trong database ok chẳng dựng config và năng sân chọn